trong chương trình giới thiệu các trường trong hệ thống IELTS hôm nay, thì công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, xin giới thiệu cho các bạn thông tin về trường Queen University of Charlotte. Thì khuôn viên Queen University có phong cảnh thật đẹp và tọa lạc trong một cái vùng an ninh và sung túc, chỉ cách trung tâm thành phố và các khu vực mua sắm chính là vài phút, và sinh viên có thể là được thưởng thức hàng loạt các sự kiện thể thao và giải trí trong thành phố. Charlotte là trung tâm tài chính lớn thứ hai tại Mỹ, là một thành phố an ninh hiện đại và sạch sẽ, và được xem là thành phố dễ sống nhất và nơi tốt nhất để sống tại Hoa Kỳ. Và Charlotte thì có mức chi phí sinh hoạt thì thấp, xếp hạng thứ ba so với tất cả các thành phố có cùng kích cỡ trong nước và thứ bảy trong các thành phố miền Nam cùng kích cỡ. Thì Charlotte có khí hậu ôn hòa và dễ chịu quanh năm. Queen University của Charlotte thì là một trong những trường dân lập có cả nam lẫn nữ, chuyên đào tạo cấp độ như là thạc sĩ và chú trọng vào các ngành tổng hợp và chuyên nghiệp. Theo US News and World Report thì xếp hạng Queen University là vào danh sách những trường đào tạo bằng thạc sĩ hàng đầu ở miền Nam của quốc gia. Trường tự hào về một đội ngũ giảng viên nổi bật và hết mình. Giáo trình thì đổi mới và chương trình thì sáng tạo. Các chương trình đào tạo của trường như là về đại học thì trường đào tạo các chuyên ngành như là quản trị kinh doanh, quốc tế học hay là điều dưỡng, sinh học hay là hệ thống thông tin. Các kỳ nhập học thì thường mùa thu là vào tháng 7, mùa xuân là tháng 11. Thông tin chi tiết về mức học phí, điều kiện nhập học như thế nào thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam, công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, theo địa chỉ quận nhất, quận 5, hoặc là gọi điện thoại trực tiếp về số hotline 0838484879 hoặc là 0838382080 để gặp trực tiếp các chuyên viên tư vấn của Tân Đại Dương có thể là hỗ trợ miễn phí cho bạn.